những cái gốc seton thành hydro, oxy thành hydro á ha. Thì các bạn nhớ ha, tại chút nữa mình sẽ phân biệt bằng phản ứng hóa học thế nào là oxy hóa, thế nào là khử ha. Thì rồi nhớ dạng alicon sẽ bao gồm là có khung của thằng oxy hóa và dạng khử ha. Oxy hóa và khử này á, nó vẫn tính cho cái lúc gắn đường vô luôn nha. Nè, ví dụ như gắn đường vô thì cái khung này nó là oxy hóa thì mình sẽ gọi là anhydrous glycoside, tại vì nó có đường dạng oxy hóa, hoặc anhydrous glycoside dạng alicon, là dạng không anhydrous glycoside dạng khử ha. Tức là cái dạng khử hay oxy hóa này nó cũng đều là cái khung thôi, và nó gắn đường vô kệ nó, thì nó cũng có gắn đường vô thì nó cũng là dạng oxy hóa hoặc là dạng khử ha, nó không có phân biệt. Rồi nhớ dùm cô cái chỗ này và hiểu dùm chỗ này nha, tại vì mình sẽ còn gặp lại những cái cách về tất cả các nhóm hợp chất sau á, về trong những cái chương mình học về tanin, lavonoid hay gì thì mình sẽ luôn có một cái khung chung như cái khung anthraquinone hôm nay, và nó sẽ có những vị trí gắn đường khác nhau. Đường thì mình kệ, cứ bỏ qua, và mình luôn xét và xét cái khung chung thì là cái dạng alicon, dạng khung đường của nó ha. Tùy đường cây thì cái đường nó gắn chỗ nào mình sẽ xét sau ha. Và nhớ lại cái dạng của anthraquinone này thì sẽ luôn có phân ở hai dạng là dạng oxy hóa và dạng khử đó, nhớ vậy thôi ha. Và dạng khử nó chỉ có ba cái tên chính này nè, các bạn nhớ cô ba tên này nha, là anthron, anranon và dihydro anranon. Rồi bây giờ mình vô mình bắt đầu mình phân loại nè mấy bạn. Thì anthranoid á, nó sẽ phân làm ba cái nhóm chính nhỏ, đó là nhóm phẩm nhuộm, nhóm nhuộm tẩy và nhóm anthranoid dimer ha. Khác nhau cái gì? Nhóm phẩm nhuộm thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái nhóm OH gắn là vị trí số 1 và số 2 trên cái khung anthraquinone, đó là gắn là vị trí alpha và beta này nè bạn. Rồi nhóm nhuộm tẩy á, thì nó sẽ gắn cái OH ở vị trí số 1 và số 8, tức là vị trí alpha, hai vị trí alpha của khung anthraquinone. Và nhóm dimer thì nó là những cái anthraquinone, cái khung anthraquinone mà nó nối trùng hợp với nhau, nó rất là cồng kềnh nè. Các bạn có thể thấy cái thằng hyperlysine đó, nó là nó nối với nhau như thế, nó cồng kềnh và nó đặc trưng cho là anthraquinone dimer. Còn cái khung OH đó thì mình không xét ha, thì mình chỉ xét là nó nối với nhau thành một cái nhóm hợp chất lớn, nhưng cái khung chính của nó vẫn là anthraquinone, thấy không? Rồi làm sao mà mình phân biệt được, mình nhớ được phẩm nhuộm và nhuộm tẩy thì nó sẽ có cách học thế này. Thì bây giờ nhuộm tẩy sẽ là vị trí 18 đúng không? Thì các bạn thấy chữ tờ nè, chữ tờ là 8 á, thì khi mà người ta có thể hỏi trắc nghiệm các bạn á, là người ta hỏi á, là nhóm nhuộm tẩy có vị trí OH nằm ở vị trí số mấy, thì đã nói chữ tẩy là chữ tờ thì là 8, thì xong đáp án ABCD á, nó sẽ cho 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 hay gì á, kệ nó. Thì nhớ nhuộm tẩy tờ là 1, 8. Còn phẩm nhuộm á thì là 1, 2. Thường á cô thấy chữ nhuộm đây nè, là chữ chữ nhờ đầu á, nó sẽ có hai chữ á, thì nó sẽ tương ứng với số 2 nè. Thì đó là cách học bài thôi. Thì mình nhớ là nhuộm tẩy thì là 1, 8, còn cái còn lại thì sẽ là 1, 2 ha. Rồi nhớ dùm cái chỗ này cũng sẽ hay hỏi, tức là nhóm phẩm nhuộm thường hay gặp trong họ nào, thì sẽ học nhóm phẩm nhuộm sẽ gặp trong họ Rubiaceae ha. Họ này là họ cà phê. Và nhóm nhuộm tẩy sẽ thường gặp trong họ nào, thì đây sẽ có bốn họ là Fabaceae, Polygonaceae, Aphodelaceae và Ramnaceae. Thì người ta thường hay cho cái Polygonaceae này đó, người ta hay hỏi mình đó. Đây là họ thì các bạn sẽ học ở trong môn thực vật dược, không biết các bạn học chưa. Thì họ là một cái phân chia của thực vật,
theo một cái nhóm lớn, ngành lớp bộ họ chia loài ha. Thì cái họ là cái nhóm lớn, nó chỉ một cái nhóm thực vật có một cái đặc điểm gì đó chung ha. Rồi các bạn nhớ giùm cô ba cái phân loại này và đặc điểm của ba cái phân loại này thì cái vị trí OH ha. Tiếp, rồi bây giờ mình vô nhóm phẩm nhuộm có vị trí OH gắn ở vị trí số 1 và số 2 trên khuôn anthraquinon đó. Cô ví dụ cho bạn những cái anthraquinoid như thế ha. Nó sẽ có hai nhóm OH cận kề ở vị trí số 1 và số 2, ví dụ như buburin, alizarin, acid ruberitric ha. Acid ruberitric này nè, nó ghi đây là gì nè các bạn? GLCXIL là gì? Nó là đường đó các bạn. Đường glucose và xylose nối nhau với lại oxy gắn vào cái khung này. Nó là phần đường. Hoặc là acid carminic nè. Nó là cái khung gốc của nó là anthraquinon nha. Nó nối ở vị trí này. Đó, nó sẽ gắn đường glucose và nó có hai cái OH. Tức là nó sẽ không phải có hai OH nằm ở vị trí 1 2 luôn, mà nó sẽ có những trường hợp là OH nó nằm ở vị trí số khác này, số 7, 8 gì đó, nhưng mà nó là hai OH liền kề ha. Hai OH liền kề với nhau thì mình gọi đây là nhóm phẩm nhuộm. Thì cái phần này á, thì cũng sẽ có một câu hỏi, ví dụ như là hỏi các vật chất nào sau đây thuộc nhóm phẩm nhuộm, thì sẽ hỏi là A, buburin, B, C, D và những cái khác. Thì nhìn vô đây thì phải nhớ là buburin thuộc nhóm phẩm nhuộm ha. Tóm lại, nhóm phẩm nhuộm là nhóm có hai OH kế cận nhau. Rồi bây giờ là nhóm nhuộm tẩy. Nhóm nhuộm tẩy thì sẽ có hai OH ở vị trí số 1 và vị trí số 8 vậy thôi. Còn những cái gốc R khác nhau là các bạn, ví dụ như gốc R khác nhau, từng cái R, từng cái ví dụ như là tyrosine, thì cái R ở đây nó là hero, nó là một cấu trúc trống này nè, nó là y tyrosine. Còn nếu như mà nhìn qua bên này, ở đây sẽ là CH3, còn đây sẽ là OH, thì cái công thức này sẽ biến thành glycophanol, và ở đây là OH thì sẽ là amodin, và ở đây sẽ là OCH3. Cái OR này nó sẽ thay vào OCH3 nè, thì nó sẽ là physicon. Nhiệm vụ của bạn là gì? Là nhớ đại loại một vài công thức như thế này. Các bạn có thể viết ra, người ta khi hỏi trắc nghiệm sẽ cho các bạn khung như thế này, người ta sẽ vẽ sẵn ha. Ví dụ như vẽ sẵn chỗ này sẽ là cái góc CH3 đi, thì ta hỏi các bạn, người ta sẽ hỏi các bạn là công thức này có tên là gì, thì các bạn sẽ chiếu vô ở đây, nếu mà là OH chứ là OH thì các bạn sẽ chọn là glycophanol ha. Cái này là học bài thôi. Rồi tóm lại, nhóm nhuộm tẩy là nhóm có hai cái OH, vị trí OH ở C1 và C8. Rồi nhóm anthraquinoid dim là những cái phân tử anthraquinon nó trùng hợp lên nhau, và nó có thể xếp theo, nó sẽ liên kết với nhau bằng những cái nối đôi, nối đơn như những hình ví dụ ở trên, ví dụ như là hibernicin, phenoxid A, B, reidin A ha. Thì cái này các bạn nhớ thôi, cái này thường người ta sẽ không có hỏi quá nhiều, thì công thức cấu trúc nó cộng kền. Và nó cũng có hai dạng các bạn có thể để ý á, tức là mấy cái dạng như là phenoxid nè, thì hai cái phần trên và phần dưới của nó giống nhau, giống như là nó chiếu nhau qua một cái gương vậy. Còn ví dụ như là reidin A nè, thì hai cái cấu trúc này nó sẽ không giống nhau ha. Nó sẽ có một dạng là hai phần tử giống nhau, một dạng là hai phần tử không giống nhau. Bây giờ mình sẽ đi nói đến cái tính chất và định tính. Thì cả hai dạng này, tức là mình đang nói dạng gì các bạn? Tức là mình đang nói dạng anthraquinoid có gắn đường và không gắn đường. Không gắn đường thì ta, cái dạng nó là gì nhớ không? Là alicon. Có gắn đường thì dạng là dạng glycoside. Này khi mà mấy bạn nhớ phân biệt hai cái này nha. Khi mà người ta nhắc tới chữ không đường, các bạn phải nghĩ ngay đến cái chữ alicon. Và khi mà các bạn thấy công thức mà nó có gắn đường,
các bạn phải nghĩ ngay đến cái chữ là glycosid ha. Rồi lý tính chung là cả gắn đường và không gắn đường thì sẽ dễ tan trong dung môi kiềm. Kiềm đó bạn, kiềm là NaOH, natri hydroxit á, là KOH, hoặc là cái gì mà có gốc OH á, kiềm suốt á. Rồi dễ tan trong dung môi kiềm nha. Thứ hai, tan trong dung môi hữu cơ phân cực. Thì á, nếu cái này mà học hóa phân tích rồi á thì nó sẽ dễ hình dung hơn thế nào là dung môi hữu cơ phân cực và không phân cực. Ra cấp 3 cũng có học rồi nhưng mà các bạn có thể là không có nhớ. Phân cực á thì có nghĩa là những dung môi ví dụ như nước, methanol, MeOH á, là những dung môi phân cực. Còn kém phân cực á là những cái dung môi mà nó không có cái gốc OH, gốc nước á, ví dụ như là benzen C6H6 hoặc là toluen ha. Những cái dung môi không phân cực á là nó sẽ không ít có cái gốc OH, và những dung môi không phân cực thường là độc. Tiếp là nãy giờ mình đang nói cái dạng chung. Tiếp là cái dạng alicon. Dạng alicon thì nó sẽ tan trong dung môi hữu cơ kém phân cực. Chung á thì nó đều tan trong dung môi phân cực ha. Nhưng mà riêng cái thằng alicon á thì nó sẽ tan trong dung môi hữu cơ kém phân cực tốt hơn. Khó tan trong axit, có thể thăng hoa được. Thăng hoa được á tức là các bạn lấy cái dược liệu của nó, các bạn đốt lên á thì cái hơi của dược liệu nó bốc lên á, nó sẽ đóng thành những cái dạng tinh thể có màu, thường là màu đỏ ở trên cái lam kính của mình, thì cái chất của phần cái khung alicon sẽ thăng hoa được ha. Rồi cái dạng glycosid thì sao? Thì nó tan được trong nước, ở đây có nghĩa người ta nói là nó tan được trong dung môi hữu cơ phân cực, khó tan trong dung môi hữu cơ kém phân cực. Thằng hai thằng này ngược nhau nha, không thăng hoa được. Các bạn đừng có hiểu lầm ở đây là tan trong dung dạng alicon thì tan trong dung môi kém phân cực, dạng glycosid thì tan được trong dung môi phân cực, nhưng chung á thì nó tan trong dung môi phân cực. Đừng có hiểu lầm nhập nhầm hai cái này nha, tại vì cái dung môi các bạn nó có những cái dung môi vạn năng và không không phải nhất thiết là chữ phân cực và chữ không phân cực nó cùng một dung môi ha. Cho nên là cái dung môi hữu cơ phân cực á nó có thể dung môi vạn năng, ở đây là methanol. Methanol có thể gần như là hòa tan được hết cái anhydride này ha. Nên là mình đây là mình biết là cái dạng alicon là nó thích cái dung môi kém phân cực hơn, và dạng glycosid cái dạng có đường đó là thì nó thích cái dung môi phân cực hơn. Và ví dụ như là nước, các bạn tưởng tượng như là nước đường mình bỏ vô nước đó, nó sẽ dễ tan hơn ha. Thì mình học lý tính này để làm chi? Và học lý tính này á là để sâu xa là mình đi chiết xuất, mình đi phân lập, mình đi nghiên cứu những cái đề tài thạc sĩ tiến sĩ cho nó tốt để ha. Còn mình ở trong cái chương trình của mình á thì mình học để mà biết, mình đọc cái giáo trình hay đọc những tài liệu nó dễ hiểu hơn. Tại sao những lúc mình đọc về chiết xuất á thì ví dụ như giờ tôi muốn chiết cái, tôi lấy phần alicon ra thôi, tôi không thích phần đường thì tôi sẽ chiết như thế nào nó, lúc đó mình ta dùng toàn những món hữu cơ kém phân cực không à đó. Còn cái khi mà mình thích lấy luôn phần đường luôn á thì phần đường thì nó cũng quý mà, thì mình sẽ dùng nước, dùng methanol hay gì á, mình đọc mình có thể hiểu được là bản chất sâu xa nó là như thế đó không, chứ không phải là mình học cái này là nó không có tác dụng gì hết, đi cho vui ha. Mình học thì nó sẽ có cái ý nghĩa riêng, mà tại vì tùy mỗi người dùng và không dùng thôi. Rồi qua bây giờ mình nói là tính axit, cái này thì các bạn cũng biết biết thôi. Rồi tính axit, những cái gốc, những cái khung anhydride mà có OH hướng alpha mới là hướng alpha hay beta, thì bạn coi lại từ lại đầu ha, coi đâu là alpha đâu là beta ha. À, đây là alpha này, có cái hình chỉ rõ những cái OH có hướng alpha thì nó sẽ có tính axit yếu. Chính vì nó có tính axit yếu nên nó thường tan trong dung dịch kiềm mạnh như là NaOH hay là gì đó ha, kiềm mạnh kiềm yếu gì cũng coi lại hóa luôn. Rồi những cái OH nhóm beta nó có axit mạnh hơn một xíu cho nên nó sẽ tan được trong nhóm kiềm yếu. Rồi những cái
khung anranoid nó có nhóm COOH, COOH thì các bạn học hóa hữu cơ ở lớp 12 các bạn phải biết rồi. Cái phân tử nào có nhóm COO, COOH á, nó như là axit vậy á, nó như là gốc axit vậy á, thì nó sẽ tan thành công những dung môi kiềm yếu như là amoniac, là bicarbonat vân vân. Cái này nói cho biết thôi ha. Rồi bây giờ mình vô cái phần quan trọng là sau này mình sẽ có rất nhiều thứ như thế này. Học một cái thì nó cảm thấy ít, nhưng học nhiều thì các bạn sẽ phải ghi ra và phải nhớ nha, vì cái này là sẽ có hỏi á. Thì mỗi một cái nhóm hoạt chất, nhóm dược liệu, ví dụ như hôm nay mình học anranoid, thì nó sẽ có những cái phản ứng hóa học đặc trưng, định tính đặc trưng. Thì những cái này các bạn phải nhớ, nhớ cái gì? Nhớ tên phản ứng, nhớ cái màu nó sẽ là như thế nào. Định tính đặc trưng của anthraquinone, anthraquinoid là phản ứng Bontrager ha. Nó sẽ làm như thế nào? Ví dụ như bạn lấy bột dược liệu, bạn bỏ vào trong cái bạn lấy cái bột dược liệu, bạn bỏ vào trong một cái hỗn hợp cồn nước, rồi bạn đun lên, bạn đun lên, sau đó bạn sẽ cho cái thuốc thử Bontrager. Thì thuốc thử Bontrager thì sẽ là NaOH và KOH loãng. Bỏ, bạn lấy cái NaOH, NaOH và KOH á loãng, bạn cho vào trong cái ống nghiệm này, thì lập tức cái ống nghiệm từ cái dung dịch mình chiết nó màu gì mình không biết, nhưng mà lập tức cái ống nghiệm của mình sẽ thường biến thành màu đỏ. Có thể quan sát rõ hơn bằng cách mình trộn cái dược liệu của mình với lại benzen. Benzen là dung môi hữu cơ kém phân cực và nó không có hòa lẫn với lại cái dịch kiềm. Thì khi mà mình chiết cái dược liệu của mình bằng benzen á, rồi sau đó mình bỏ NaOH hoặc KOH loãng vào, thì cái ống nghiệm của mình nó sẽ phân tách làm hai lớp. Lớp ở dưới mà cái có nước kiềm á thì nó sẽ chuyển màu đỏ, còn lớp ở trên benzen thì nó vẫn là benzen. Tại vì benzen và nước kiềm nó không có hòa lẫn vào nhau, và benzen nhẹ hơn kiềm nên nó nổi lên trên ha. Đó, thì bất cứ cái dược liệu nào chứa anthraquinone khi mà gặp kiềm sẽ biến thành màu đỏ, đa phần sẽ biến thành màu đỏ ha. Thì cái màu đỏ này bạn phải nhớ không, ví dụ như người ta hỏi bạn phản ứng Bontrager của anthraquinone thường cho ra màu gì, thì là xanh đỏ tím vàng, đó thì sẽ cho màu đỏ ha, thường là cho màu đỏ nha. Còn ở đây nó cô có cái khung, cô ghi cho các bạn là cái gì, anthraquinone ở cái có nhóm OH ở vị trí 18 là gì nè, nhận tẩy đúng không, thường sẽ cho ra màu đỏ. Và anthraquinone có nhóm OH ở vị trí 12 sẽ có màu xanh tím ha. Thì cái này là hỏi khó, ví dụ như mà hỏi phản ứng Bontrager của anthraquinone có OH nhóm 12 có màu gì, nó màu tím, màu 18 thì có màu đỏ ha. Còn hỏi chung, hỏi về chung anthraquinone thì nó sẽ có màu đỏ ha. Rồi, hoặc là người ta sẽ hỏi là phản ứng đặc trưng trong môi trường kiềm của hoạt chất anthraquinone là phản ứng gì, thì nó sẽ tên là Bontrager, hay là mốt người ta cho trắc nghiệm như phản ứng Johnson, phản ứng Magne gì á, thì nhớ chọn được Bontrager ha. Thì cái này mình phải note để học bài là anthraquinone phản ứng Bontrager chỉ màu đỏ màu tím, màu đỏ là 18, màu tím là 12 ha. Đó, đây là phản ứng Bontrager nha, trong môi trường kiềm. Rồi thứ hai là phản ứng này thì là tên là para-nitroso-dimethylaniline. Thì phản ứng này đơn giản là nó sẽ có một bình thuốc thử mang tên là như thế. Rồi bạn lấy bột dược liệu, bạn cũng chiết với dung môi, rồi sau đó bạn cho cái thuốc thử này vô. Thì cái dược liệu của bạn á, mà chứa những cái anthraquinoid mà dạng khử anthranon nè, thì nó sẽ tạo ra trong cái ống nghiệm của bạn cái phức có màu, màu gì thì không biết, màu gì thì tùy cái dược liệu nó sẽ cho cái màu khác nhau, nhưng mà nó là có màu.
À, còn cái dược liệu của mình mà nó ở dạng oxy hóa nó sẽ không màu, thì đây cũng là một cái phản ứng để mình phân biệt là ở dược liệu của mình chứa nhiều dạng oxy hóa hay dạng khử hơn ha. Tiếp là phản ứng Schouten, thì mình sẽ lấy dược liệu chiết như thế, sau đó mình bỏ natri borat vào. Nếu mà dược liệu của mình là các anhydride dạng khử như là anhydride mà nó còn có gắn đường nữa các bạn, thì nó sẽ phát hình quang. Ống nghiệm của mình nó sẽ soi vô trong cái đèn UV, nó sẽ phát hình quang, còn không có nó sẽ không phát ha. Nhớ những cái tên và những cái kết quả khi dương tính thì nó sẽ như thế nào của cái hợp chất mình đang học ha. Tiếp là phản ứng quy thăng hoa. Quy thăng hoa thì nó hiểu đơn giản là bạn lấy trực tiếp cái bột dược liệu luôn, bạn lấy trực tiếp cái bột dược liệu và bỏ vô một cái chén sứ, xong bạn đặt lên bếp đun nóng tưng bừng. Nói chung là không có nóng quá như là nung đâu. Ở trên cái chén sứ bạn đặt một cái mặt kính đồng hồ đó, bạn đun nó một thời gian á, thì trên mặt kính đồng hồ xuất hiện những tinh thể màu đỏ ha, những tinh thể màu đỏ hoặc là những tinh thể màu vàng tùy màu, hoặc là những cũng có lúc là những tinh thể không màu. Nhưng những tinh thể này khi bạn bỏ kìm vô, tức là phản gì cũng bo trên gơ nhỏ thẳng trực tiếp kìm vô, thì nó sẽ cho ra màu đỏ. Thì chính xác đây là những dược liệu chứa anhydride ha. Đó, vậy tôi mới nói phản ứng von Trangler là những phản ứng đặc trưng cho anhydride ha. Và những tinh thể này là nó sẽ hình kim nha, nó sẽ hình kim chứ không phải là hình cầu gai hay là vô định hình ha, thường là hình kim. Rồi phản ứng này tên là phản ứng với magie acetate trong môi trường methanol hoặc là ethanol ha. Thì cái anthraquinone á mà có những OH nằm ở vị trí alpha, đây vị trí alpha là vị trí đây của đàn chị Newton này, thì khi mà mình cho tác dụng với lại magie acetate á, thì nó sẽ tạo phức với magie. Đó, các bạn thấy không? Tạo phức với phân tử magie đây, thì cái phức này nó sẽ sinh ra màu đó. Thì màu như thế nào? Những cái anhydride có vị trí 18 ở OH ở vị trí 18 thì nó thường có màu đỏ cam, ở vị trí 12 thì sẽ ra màu tím, và vị trí 14 thì sẽ có màu đỏ tía ha. Thì cái này màu hơi nhiều nhưng mà mình biết vậy thôi, mình biết cái phản ứng với lại magie acetate này nó sẽ là phản ứng đặc trưng cho những cái vị trí OH khác nhau ở trên khung anthraquinone, hay nói cách khác là khung anthraquinone ha. Rồi phản ứng này cũng là phản ứng quan trọng, thì cô nhấn mạnh là phản ứng số 1. Rồi phản ứng số 6 là những phản ứng quan trọng, các bạn đặc biệt phải nhớ những kia, nhớ thì tốt, nhớ thì phải có khi kiếm 10 điểm ha. Đây là phản ứng tên là pyridine methanol một bọt, tức là mình sẽ có một cái bình mẫu thử, người ta làm sẵn cho mình rồi, nó sẽ là có pyridine và methanol trộn với nhau thì tỷ lệ 1:1. Rồi các bạn lấy cái bình đó, các bạn nhỏ thẳng trực tiếp vào cái ống nghiệm dịch chiết mà chứa dược liệu của bạn á, thì cái dược liệu của bạn, cái khung cái delta phẩy này nãy cô chỉ đọc là dẫn chất, tức là cái khung alicon của nó, cái khung thông đường á, nó ở dạng oxy hóa, cái dạng mà nó còn cái nối đôi, cái bọt cái nối đôi nó với oxy á, cái góc ceton á, thì cái dược liệu mà có cái dẫn chất oxy hóa như vậy á, nó sẽ ra màu vàng cam. Và những dược liệu mà nó có cái dẫn chất khử á, là nó có mấy cái hydro nó chỉa ra, nó không còn cái góc ceton nữa, thì nó sẽ là có màu tím violet. Thì cái phản ứng này nó quan trọng là tại vì nó dùng để phân biệt dạng oxy hóa với dạng khử của cái anhydride trong dược liệu, xem cái dược liệu của mình dạng nào nhiều hơn ha. Tại vì cái dạng oxy hóa và dạng khử nó sẽ được ứng dụng riêng biệt ở trong cái thuốc, cái liều lượng sử dụng của mình á. Đó, nên mình cần phân biệt coi là nó dược liệu của mình nó đang ở dạng nào nhiều, để mình có cái hướng mình xử lý
nó tốt, uống vô có tác dụng và ít bị kích ứng đường tiêu hóa ha. Rồi tiếp à, định tính bằng sắt ký lớp mỏng thì sắt ký hồi bữa ở cái bài đại cương đó, cô nói sơ với bạn rồi thì mà nó cũng chưa có nhiều lắm, không biết các bạn có nắm được không, nhưng đại loại sắt ký á nó sẽ có hai pha là pha tĩnh và pha động. Pha tĩnh của mình á sẽ là một cái bảng, nó sẽ là một cái miếng giấy tên là silica gel. Miếng giấy này á là một miếng giấy cứng, một cái mặt của nó được viền nhôm bạc và một mặt của nó sẽ tráng cái bột silica gel nhưng mà nó đã cứng lại rồi, còn đó gọi là pha tĩnh ha. Còn pha động là một cái dung dịch nó nằm ở trong một cái khay và nó nằm trong cái bình, chứ cái bình kính có nắp. Thì khi mà mình làm sắt ký á, mình sẽ chấm thẳng cái dịch chiết dược liệu của mình trên trên cái bảng silica gel này, nghĩa là pha tĩnh, rồi mình bỏ cái pha tĩnh, cái bảng silica gel này nó nhúng vô trong cái bình dung dịch pha động, đậy nắp lại đó, thì cái bảng này nó sẽ hút ngược cái dịch đi lên trên và nó kẹt kéo theo cái dịch chiết của mình đi lên trên luôn. Thì cái pha động này nó sẽ là cái hỗn hợp dung môi đã được nghiên cứu rất nhiều lần, đặc trưng cho từng dược liệu, ví dụ nó sẽ là hỗn hợp của ethyl OAC hoặc là methanol và nước với tỷ lệ là 117 13, hoặc là tỷ lệ chloroform methanol 41, nó sẽ là được mình pha sẵn. Thì những cái tỷ lệ như thế này nè, cái dịch chiết của mình nó là hỗn hợp của rất nhiều chất đúng không, thì khi mà mình bỏ vô trong cái pha động như thế á thì nó sẽ đẩy lên và nó sẽ phân tách cái dịch chiết của mình ra rất nhiều chất riêng biệt riêng biệt riêng biệt nữa, người ta gọi đó là sắt ký lớp mỏng ha. Nó sẽ có hai cái bộ phận, hai cái phần pha tĩnh và pha động được tiến hành thực hiện, và các bạn sẽ nhìn cái hình như thế này nè, nó sẽ dễ hiểu hơn. Đây đây là cái hình này là cô làm, cô đã chụp lại nè, các bạn nhìn qua bên bên phải thì đây là một cái miếng giấy ta gọi là silica gel hay ta gọi đây là pha tĩnh, và đây là một cái hộp có cái nắp, cái hộp này sẽ chứa cái dung dịch trong đây được pha sẵn, ta gọi đây là pha động. Mình nhúng cái miếng giấy này vô trong cái dịch này, tất nhiên là mình không có nhúng quá quá ngập nước nha, mình nhúng vào cái miếng này thôi, nó làm sao cho mà cái đường mà mình chấm cái dịch chiết á nó không có bị ngập quá xuống nước, mà nó chỉ nó ở trên cái dịch chiết, để với cái khi mình nhúng vô á thì nước nó sẽ thấm ngược lên, khi mà nước nó thấm ngược lên thì nó sẽ kéo cái dịch chiết của mình nó phân tách ra rất nhiều màu, thì từng màu như vậy á, nó là một hay nhiều chất khác nhau ở trong cái dịch chiết của mình. Thì trong dược liệu của mình có tới hàng trăm chất lần chứ không phải là một chất như các bạn nghĩ đâu nha ha. Thì bên phải á nó là cái hình, nó là cái hình mô tả kiểu như là lý thuyết thôi. Còn bên trái nè, bên trái này là hình cô làm nè, đây cũng là cái tách anthracnose, cũng là đề tài thạc sĩ của cô luôn, cái hình này là cô làm, cô chụp lại nè. Thì các bạn có thể thấy ở vị trí số 1, số 2, số 3 là vị trí mà cô chấm những cái dịch chiết mà chứa anthracnose đó mấy bạn. Xong cô cũng nhúng vô trong cái bình mà cô không có để cái bình đây, cô nhúng xong rồi, xong rồi cô nhúng cho nó chạy lên tới trên cái mức này luôn nha, xong rồi cô gấp ra, cô gấp ra xong rồi cô sẽ để cho nó khô sơ sơ, xong cô sẽ bỏ vô trong cái đèn UV. Thì cái hình này nè, cái hình mà nhiều màu nè, cô sẽ để trong cái UV 365, nó có cái máy UV. Còn cái hình mà có xanh với đen thôi thì cô sẽ để trong cái UV 254 nanomet. Thì cái các bạn có thể thấy ở bên cái UV 365 nó rất là nhiều cái màu gì, màu vàng, màu cam, màu đỏ, thấy không? Thì nãy mình học rồi, anthracnose là những nhóm hợp chất có sắc tố màu, màu gì, màu vàng cam, màu đỏ cam, màu vân ha. Thì từ một cái dịch dược liệu không màu hoặc là cái màu hơi vàng, hơi 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 ngã nâu gì đó, mình chấm lên mình để trong cái sắt ký này gọi là sắt ký lớp mỏng, thì mình sẽ phân tách và thấy được những cái thành phần anthracnose ở trong cái dược liệu của mình khá nhiều. Tại cây của cô làm là nó có cái anthracnose ha.
ha. Này các bạn có thể thấy màu cam nè, màu vàng ở bên đây nè, vàng đậm nè. Đó. Còn những cái màu khác như màu xanh thì nó là những nhóm hợp chất khác, và có những nhóm hợp chất không màu. Tại vì trong cái hình mình nhìn thì thôi, nó có tới hàng trăm cái chất trong một cái cây ha. Mình nghiên cứu cái nào thì mình thấy nó thôi, mình thấy được là mình hay rồi ha. Có khi nó không màu mình không thấy nó đâu hết, nhưng mà mình cũng phải chiết được nó ra, mình chiết nó ra để mình làm thành phẩm à. Cái đó là thuộc về kinh tế, thuộc về học thuật ha. Rồi bây giờ mình sẽ nãy giờ mình vẫn đang định tính nha các bạn. Định tính bằng gì? Định tính bằng các phương pháp hóa học, bằng các thuốc thử như nãy giờ là gì, Bontanger, Bimethanol hay là Paranitroso, Aniline, vân vân. Đó là các bạn nhớ. Rồi định tính tùm lum. Bây giờ sẽ định tính bằng quang phổ. Thì định tính bằng quang phổ là sao? Thì các bạn sẽ dùng chuẩn bị một cái dịch chiết y như nãy á, cho mình bỏ vào trong cái máy. Cái máy này á, thì nó rất là đắt tiền ha. Cái máy này là cái máy HPLC, máy UBLC, tên nó là vậy. Bỏ vào cái máy nó tự nó chạy, nó chạy ra. Thì mỗi một cái dược liệu nó có những cái hợp chất đặc trưng, thì nó luôn có những cái phổ UV đặc trưng. Ví dụ như là cái phổ UV của anthraquinon, nó cũng rất đặc trưng. Nó sẽ có cái đỉnh ở trong vùng từ 200 đến 300 nanomet, và một đỉnh ở vùng 430 đến 440 nanomet. Bạn nhìn cái hình bên trái nè, đây là một cái phổ UV của anthraquinon quốc kỳ. Thì tùy từng cái dược liệu đó, nó sẽ có những cái hình dạng khác nhau, nhưng quy chung lại, nếu đã là anthraquinon thì nó sẽ có những đỉnh trong vùng từ 200 đến 300 nè. Các bạn nhìn cái chuột 200 đến 300 có những cái đỉnh, thấy không? Đây một đỉnh, đây hai đỉnh, đúng không? Rồi một đỉnh ở vùng 430 đến 440 nè, ở đây có thể đúng không? 430, đây là móc 400, đây là móc 500, đó, nó sẽ có cái đỉnh ở vùng này, không? Thì một cái cây mà ví dụ mình muốn biết nó có anthraquinon không, hoặc là cái chất mình phân lập ra mình không biết nó là chất gì, mình có thể đi đo đi, đem đi bỏ vào máy đo cái phổ UV. Phổ UV nó sẽ là hình dạng như thế này ha. Ở bên phải của các bạn sẽ là phổ UV của emodin, đó là cái chất ở trên các bạn thấy luôn á, cái chất nguyên vẹn của nó luôn á, không có gánh đường, cái chất nguyên vẹn như thế này ha, tên là emodin. Bỏ vô trong cái máy chạy ra cái phổ như thế này, thì bởi vì cô mới nói là mỗi một cái chất khác nhau nó đều sẽ có những cái đỉnh UV khác nhau, nhưng quy chung lại nó sẽ luôn có những cái đỉnh UV trong vùng 200 đến 300, từ 430 đến 440, đó là đặc trưng cho anthraquinon ha. Đó, mình biết phổ UV sơ sơ thôi. Bây giờ mình mới nói về chiết xuất nè mấy bạn. Thì nếu các bạn muốn chiết xuất anthraquinon thì thường á các bạn sẽ hay dùng là cồn methanol. Vì cô nói rồi, methanol này nè là cái dung môi bản năng, nó hầu như có thể hòa tan được hầu hết các dược chất ở trong dược liệu ha. Nhưng mà đó là nó chung chung nhiều thôi, chứ không phải là cái gì chúng ta nung methanol ha. Thì người ta ghi đây là cái gì, nếu như các bạn muốn chiết glycosid, tức là anthraquinon mà có cái gắn đường, thì các bạn nên chiết bằng cồn ethylic, bạn chiết bằng methanol, bạn cái chiết bằng cái hỗn hợp cồn nước, hay tùy theo các bạn khám phá ha. Còn nếu là muốn chiết cái khung thôi, cái khung alicon mà bạn thích phần đường, thì bạn có thể thủy phân bằng axit nha, thủy phân bằng axit, và sau đó bạn chiết bằng dung môi kém phân cực ete hoặc chloroform. Đó, cái này nó lại quy về cái tính chất vật lý tan tốt trong đâu và không tan tốt trong đâu. Ở cái phần mà nãy cũng hay nói với bạn á, glycosid á thì nó thích nước, nó thích phân cực, còn alicon á thì nó thích kém phân cực. Nhưng mà quy chung lại, anh ta lưu ý thì nó thích phân cực à. Thì nó mình đọc cho biết thôi. Thì bên trái của bạn cái sơ đồ chung để mình chiết ra được cái anthraquinon tinh khiết.
ha, thì mình làm như thế nào, dạng aligot hay là ultra glycosid mình không bàn nha, nên mình chỉ bàn lại bàn mình chiết ultra nuôi chung. Thì ở đây á, người ta chiết cuối cùng người ta cho kết quả là cho ra ultra glycosid tinh khiết, thì người ta sẽ chiết bằng cồn nước ha, chiết bằng cồn nước. Thì bột dược liệu mình cứ bỏ vô cồn nước, mình có thể gia nhiệt hoặc mình ngâm lạnh trong một thời gian nhất định, mình sẽ ra được cái cao nước, cao cồn nước chứa cái dược chất của mình. Đó mình sẽ cho aceton vào, mình lọc được cái kết tủa, và cái kết tủa này nè mình cũng bỏ lên trên cái sắt ký, nhưng mà ở đây không phải là sắt ký lớp mỏng mà là sắt ký cọp SKT, nghĩa là sắt ký cọp. Bản chất của sắt ký cọp nó cũng giống như sắt ký lớp mỏng các bạn, nhưng mà nó ở một cái quy mô bự hơn. Thay vì vậy đó, mình chấm lên trên cái bản mỏng của mình, nó làm cái bản như tờ giấy vậy thôi. Còn bây giờ sắt ký cọp đó là mình làm nguyên một cái cọp thủy tinh to luôn, mình bỏ những cái silica gel vô. Cái silica gel thì thay vì mình để trên tờ giấy nó ít, thì mình bỏ silica gel đầy vô cái cọp luôn, rồi mình bỏ cái ultra glycosid toàn phần cái tủ của mình vô, thì mình đổ dung môi ngược từ trên đổ xuống, mình sẽ chiết ra được ultra glycosid tinh khiết ha. Rồi ở bên hình bên phải á, thì nó sẽ có hai cái cách chiết dạng aligon hoặc là cách chiết dạng aligon có sẵn trong dược liệu ha. Tức là trong dược liệu mình nó sẽ tồn tại cái khuôn alkanoic không gắn đường hoặc là có gắn đường. Bây giờ mình muốn chiết cái phần không gắn đường có sẵn trong dược liệu thì mình làm như thế này. Đó, cái này các bạn đọc để biết thôi. Hoặc mình muốn chiết cái dạng anthraquinone mới sinh ra từ anthraglycoside, có nghĩa là sao? Trong dược liệu của mình chứa anthraglycoside là cái phần gắn đường. Bây giờ mình không thích cái cục đường đó, mình muốn nó đứt ra, mình chỉ lấy cái phần anthraquinone thôi, thì mình sẽ làm như thế nào? Đó. Thì cái này các bạn đọc, nhưng bản chất của hai cái cách làm này á, muốn tách anthraquinone ra khỏi cái phần đường á, thì mình luôn phải cho axit vào. Thì tùy cái dạng các bạn muốn mà cái phần trăm axit nó sẽ khác nhau. Ví dụ như dạng có sẵn á, tách cái dạng anilicon có sẵn trong dược liệu của mình á, thì nó có sẵn là nó ra luôn, nó không cần phải thủy phân nhiều, thì các bạn cho axit loãng. Còn nếu như mà nó gắn đường, nó ở dạng gắn đường trong dược liệu á, thì mình phải thủy phân bằng axit có nồng độ cao hơn một chút, đó là axit sulfuric 20% hoặc là axit acetic nóng ha, không có gia nhiệt nữa. Thì cái phần mà cái khung aligon với là đường á, nó bị axit nó mới cắt đứt ra, cắt đứt ngay chỗ đường này luôn, bạn sẽ thu được cái khung anthraquinone không gắn đường ha, mình sẽ thu được cái đó để mình nghiên cứu, rất là tùy vào mục đích nghiên cứu của mình ha. Rồi ở đây cô sẽ có một cái slide nói về dạng nào của anthraquinone là nó có tác dụng, chứ không phải là dược liệu nào đem đun uống có tác dụng ha. Rồi ở trong cái phần kiểm tra của mình á, nó sẽ luôn có những câu, nó sẽ có một câu tự luận đó mấy bạn. Câu tự luận này thì sẽ thiên về là hiểu bài sâu sắc bốn chữ cho dễ hiểu là hiểu bài sâu sắc, chứ không phải là kiểu chép từ trong đâu ra thì ai cũng chép được, ai cũng giống nhau ha. Thì cô sẽ cho những câu dạng hiểu bài sâu sắc qua những slide như thế này, thì bạn nghe thì các bạn hay hiểu được. Thì bây giờ mình học anthraquinone rồi, anthraquinone có dạng có đường, dạng không gắn đường, dạng oxy hóa, dạng khử, có gắn đường hoặc không gắn đường, có oxy hóa, khử. Vậy thì câu hỏi đặt ra, mình uống cái loại nào thì nó mới có tác dụng trên đường ruột, nó mới có tác dụng mà dùng tẩy cho mình. Số bạn trả lời là dạng có đường. Giờ tại vì nó có bốn dạng là có đường, không có đường hoặc là khử và oxy hóa, thì giờ có đường là đúng rồi đó. Giờ đoán xem giờ nó là ở khử hay oxy hóa. Tại có đường hay không có đường, gắn khử hay gắn hay oxy hóa cũng được mà, đúng không? Giờ đoán xem
có đường là đúng rồi đó. Ừ, glycosid là có đường. À, thử thử ai trả lời thử. Ừ, thử thử là đúng, nhưng mà nó sẽ có một cái giải thích rất dài, chứ nếu mà nói thẳng mà khử đường đường khử thì nó không đúng. À, giờ cô sẽ bắt đầu nói, các bạn sẽ nghe cái phần này ha. Cái phần này thì trả lời á phải đúng hết mới mới có điểm. Còn nếu mà trả lời mà không có giải thích ở khúc trên á, khử khử với đường là đúng rồi đó, nhưng mà không có giải thích khúc trên á là không có điểm. Tại vì sao biết không? Rồi bây giờ mình sẽ đi từ đầu nha. Cái dược liệu mình hái trên cây về là dược liệu chưa xử lý á mấy bạn, nó sẽ chứa nhiều cái anhydra nuic dạng khử. Nhưng các bạn biết cái điều này quá quan trọng, bạn vừa hái cái dược liệu này về mà các bạn nấu nước uống liền thì sẽ rất là dễ bị kích ứng tiêu hóa, đau bụng, nên không ai làm vậy hết. Dược liệu á, mình hái về không ai xài liền nữa, người ta đem phơi. Biết sao đem phơi không? Đem phơi á, là để cho cái dạng khử này á, nó biến thành dạng oxy hóa để nó tránh kích ứng dạ dày, không ai uống liền. Nó nắm chỗ này nha. Nó cho nên là đa phần những cây này á thì mình phải phơi trước khi uống, là có nguyên nhân đó. Nguyên nhân là để nó bớt dạng khử và nhiều dạng oxy hóa, nó sẽ bớt cái đến dạ dày. Rồi tiếp, dược liệu đã xử lý hết dạng khử ha, chứa nhiều dạng oxy hóa rồi, bây giờ mình sẽ đi nói về cái có đường ở con đường nha. Mình đang nhớ cái oxy hóa trước giùm cô đi. Rồi oxy hóa là cái mà cô nói rồi đó nha, có cái gốc xê to đó nha. Rồi cái dạng mình đang nói, mình giờ mình thiên về cái không có tác dụng trước đi, đó là dạng không đường, dạng oxy hóa nhưng mà không gắn đường thì nó sẽ tên là alicon. Thì khi mà mình uống cái chất mà khung oxy hóa nhưng không gắn đường, mình uống vô trong cái dạ dày của mình, nó ở đây các bạn hãy nhìn cái hình con người này, uống vô dạ dày của mình rồi dạ dày mình nó sẽ xuống tới ruột non. Thì cái phần mà không có đường các bạn, nó bị ruột non hấp thu luôn, tại vì không có đường nó dễ hấp thu quá, nó bị hấp thu hoàn toàn luôn. Và khi đã bị hấp thu hoàn toàn như thế thì đến ruột già làm gì có tác dụng nữa, tại vì chất thải của mình nằm ở ruột già mà, đâu phải nằm ở ruột non đâu, đúng không? Nó hấp thu hết, nó không còn tác dụng. Cho nên ai mà mua những thuốc mà có dạng bào chế như thế này thì coi như uống cũng như không, cho vui ha. Rồi xong cái đó bỏ qua nha. Tiếp, bây giờ là dạng oxy hóa nhưng mà có gắn đường, là cái dạng glycosid nha. Rồi khi mà mình uống dạng này vào, thứ nhất là mình đã ai đi test test đi. Thứ nhất là mình đã có dạng oxy hóa gắn đường rồi, bây giờ mình uống vô dạ dày, một là mình sẽ không bị kích ứng rồi. Thứ hai là cái dạng oxy hóa mà gắn đường này khi mà nó ở ruột non á, nó sẽ không bị hấp thu, nó còn nguyên luôn, còn nguyên luôn. Rồi nó còn nguyên luôn ha, cái gì nó không hấp thu được đó, nó mới trôi xuống ruột già. Nó trôi xuống ruột già thì ở ruột già của mình á, nó sẽ có những cái enzyme như là beta glucosida của hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có những cái enzyme, những vi khuẩn đường ruột, nó sẽ làm nhiệm vụ thủy phân cắt đường ra, tức là cái dược chất của mình nó là dạng oxy hóa gắn đường ha, phải xuống tới ruột già nó sẽ bị cái enzyme nó cắt cục đường ra. Cắt cục đường ra nó sẽ có cái khung riêng và cái đường riêng, cái đường coi như bỏ luôn ha. Giờ mình đang nói về cái khung, thì cái khung lúc này nó là cái khung gì? Nó là khung alicon, nhưng mà nó tới ruột già nó mới thành alicon nha. Nó là khung alicon nhưng mà ở dạng oxy hóa, đúng không? Tại vì nó đang chui vô trong người mình mà, ở dạng oxy hóa mà. Nhưng nó đang ở vị trí ở ruột già, cho nên cái phần oxy hóa của nó lại tiếp tục bị các vi khuẩn, các enzyme đường ruột biến dạng oxy hóa thành dạng khử, là thành dạng anron, anranon đó mấy bạn. Thì chính ngay tại ruột già ở đây, từ oxy hóa biến thành khử thì mới có tác dụng nhân tẩy đó. Bởi khi mà hỏi các bạn uống cái dạng nào vô trong người của mình thì nó có tác dụng nhuận tẩy, thì câu trả lời sẽ là dạng oxy hóa, dạng glycosid. Nhưng
để có tác dụng thì phải giải thích một cái vòng như vậy, đến ruột già nó phải biến thành dạng khử, cắt đường ra thì nó mới có tác dụng ha. Chứ không phải là mình nhìn những cái hình này, mình nhìn cái góc của nó thôi thì mình trả lời là uống dạng khử. Uống dạng khử là sai, uống dạng khử vô nó chỉ kích ứng đường tiêu hóa thôi, nó chỉ đau bụng thôi, không ai làm cái trò đó hết á ha. Rồi cái này nó chỉ vậy thôi. Còn nếu mà giải thích sâu xa về dạng oxy hóa là thế nào, dạng khử là thế nào, thì cái này nó lại thiên về hóa. Thì giống như chất khử á, chất khử là cái chất nó hay nhường electron, còn cái chất oxy hóa thì nó hay là nó nhận electron. Nhận ở ruột già, bạn Nguyệt nè hỏi là ở ruột già dạng oxy hóa chuyển sang dạng khử bằng những cái hệ thống enzyme và vi khuẩn đường ruột, thì nói để mà nôm na vậy. Còn nếu mà nói thiên về hóa học đó, thì các bạn sẽ nói về nhường và nhận electron. Thì cái chất oxy hóa đó là những chất có độ âm điện cao, cho nên nó rất thích thu hút electron, tức là nó nhận điện tử, nó thích nhận điện tử về nó à. Thì ở trong môi trường ruột già nó là dạng oxy hóa và có độ âm điện cao, nó thích nhận hydro electron về nó và nó dễ dàng biến thành dạng khử. Còn dạng khử á, nó là những chất có xu hướng nhường electron, thì nó nhường thì nó sẽ thường biến thành dạng oxy hóa. Tại sao? Dược liệu của mình á, nó ban đầu nó là dạng khử, hái về nó là dạng khử, bằng phơi nó lại biến thành dạng oxy hóa. Là tại sao? Vì dưới tác dụng của nhiệt độ và ánh nắng mặt trời, những cái gốc hydro đó nó sẽ bị mất đi, nghĩa là mất đi là nhường electron thì nó sẽ biến thành dạng oxy hóa ha. Được chưa? Rồi, nói chung là giải thích về cái oxy hóa và khử này nó thiên về hóa rất nhiều. Thì đây cô cũng đã giải thích cho bạn rồi á. Còn nếu mà để giải thích cho một câu hỏi về tác dụng của anthracnaide nào là có tác dụng, thì cô sẽ giải thích cho bạn nôm na là bằng cái cách là hệ vi khuẩn đường ruột beta glucosidase và các enzyme ha. Thì mình biết là ban đầu là mình phải uống cái gì, nó vô người mình nó thành cái gì, nó tác dụng á, thì mình hiểu cái quá trình nó là vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình vô cái công dụng chung của nguyên cái nhóm bự của mình luôn ha. Công dụng chung của nhóm anthracnaide là nhuận tràng tẩy sổ. Bởi vì khi mà nhắc đến cái nhóm này thì bạn nhớ bốn chữ như vậy. Cái hồi mà kiểm tra các lớp khác mà hồi học offline á, cô là có hay trong số câu tự luận á, để lấy điểm điểm lớn á, thì cô chỉ cần hỏi như thế. Bạn nào mà nhảy chỉ cần ghi được bốn chữ này thôi là có điểm cao rồi ha. Dùm thi trắc nghiệm nữa khác, nhưng mà ý là bạn cắt bài cho bạn nha. Tại vì sau này bạn học nhiều nhóm, đi nhắc đến nhóm nào các bạn phải nhớ đến công dụng chính của nó là cái gì ha. Thì cái mình đang nói nhớ nhóm nhuận tẩy các bạn. Nhóm nhuận tẩy thì tất nhiên công dụng chính của nó sẽ là nhuận tràng tẩy sổ. Liều nhỏ thì nó kích thích tiêu hóa, liều trung bình của nó là nhuận tràng, liều cao thì nó sẽ tẩy sổ. Ở đây nó sẽ có những cái chú ý cho các bạn là cái gì. Dược liệu thường để 1 năm trước khi sử dụng, vì sao? Ai trả lời đi, tại sao nè? Mới nói trên đi. Dạ vì để cái dạng oxy hóa nó được, để dạng khử được biến thành dạng oxy hóa cô. Chính xác không? Tại vì dược liệu mà chứa anthracnaide á, nó chứa rất nhiều dạng oxy hóa. Khi mà mình sử dụng liền á, mình không phơi, mình không xử lý á, uống vô rất kích ứng dạ dày, rất là đau đau bụng hơn. Đau bụng tất nhiên là nó vẫn có tác dụng nhưng rất đau bụng thôi. Nhưng mà không ai muốn mình đã táo bón rồi mà mình uống thuốc thường tràng là mình còn bị đau bụng, không ai muốn chuyện đó ha. Rồi thứ hai, tác dụng chậm 8 đến 12 giờ sau uống. Sao sao nó lại có tác dụng chậm nha mấy bạn? À, cũng liên quan đến slide trên luôn, ai trả lời được? Tại vì đợi cho nó từ ruột non đi xuống ruột già mới có tác dụng cô. Đúng rồi, chính xác. Thì một ý nữa, vì vì mình uống cái dạng nó không hấp thu ruột non đúng không, cho nên nó phải từ dạ dày
không, từ dạ dày nó xuống ruột non, rồi nó xuống ruột già, rồi nó xuống ruột già nó nằm đó, nó chờ những cái enzyme của ruột già beta glucosidase và hệ vi khuẩn nó cắt ra, rồi nó từ oxy hóa nó chuyển thành khử, cho nên nó mới có tác dụng. Chính vì thế nó có tác dụng chậm ha. Thứ ba, tại sao nó lại không dùng cho phụ nữ mang thai, viêm bàng quang và tử cung? Các bạn thử liên tưởng kiến thức đời thường xem. Đây là kiến thức đời thường nha. Tại sao phụ nữ mang Dạ. thai có nên nói đi. Em nghĩ là do thuốc nó có tác dụng là nhuận tràng tẩy sổ, mà phụ nữ mang thai mà uống vào thì dễ gây sảy thai à. Đúng rồi, vậy nè, những cái thuốc mà nhuận tràng tẩy sổ bạn là nó sẽ kích thích lên cơ trơn của hệ tiêu hóa. Cơ trơn của mình của hệ tiêu hóa là gì? Là dạ dày nè, ruột nè, tử cung luôn, bàng quang, là những cái cơ trơn của mình á, thì kích thích là nó kích thích tổng thể luôn nha, chứ không phải là mình uống nhuận tràng tẩy sổ là nó chỉ giúp cho mình kích thích cái ruột không, nó kích thích chung luôn. Cho nên những phụ nữ mang thai á, mà cái tử cung của họ bị kích thích á, thì rất là nguy hiểm, có nguy cơ là sảy thai ha. Còn những người viêm bàng quang cũng vậy, viêm bàng quang là trong bàng quang của anh ta đã có cái vết thương mà vết loét tổn thương gì này, mà giờ nó kích thích là sao, nó co bóp đó mấy bạn, nó co bóp thì nó sẽ làm thứ nhất là viêm nặng hơn, thứ hai rất là đau, đau bụng, đau bụng, đau tùm lum, đau bàng quang khi không biết đau chỗ nào ha, thì cái đó thì mình phải cẩn trọng. Nhưng mà phụ nữ mang thai thì rất là bị dễ bị táo bón, là mình có thể chọn những cái thuốc thể tây y cũng được, tây y đông y, nhưng mà mình phải tìm hiểu thêm chứ cái này không được nha, phải chú ý. Rồi dùng thận trọng đi cho con bú, thì cái này thì thôi phụ nữ mang thai thì cho con bú mình đối tượng mình nên cẩn trọng ha. Rồi tránh dùng lâu dài, tại sao ai biết không, lại sẽ gây là giảm kali huyết. Có ai ở đây mà dùng thích dùng thuốc mà có bị uống thuốc này hoài không nè? Tránh dùng lâu dài là sao bạn, tại vì cái thuốc nhóm nhuận tràng tẩy sổ nha, kể cả tây y lẫn đông y, mình uống hoài thì cơ thể của mình nó sẽ quen, thì đến một cái thời điểm nào đó là mình uống á, thì nó mới đi, mình không uống nó không có đi, nó lại thuộc luôn đó bạn. Tức là cơ thể của mình nó có kích thích á, co bóp á, thì nó mới đi, còn máy nó liệt luôn, nó liệt tức là bạn sẽ bị táo bón mãn tính luôn á. Đó, thì giảm kali huyết là tại vì á, mình cái này là nhuận tràng tẩy sổ, thì cái liều của nó cho từng người á, nó không được ổn á, tức là đối với người này nó có thể là liều trung bình, nhưng đối với người khác nó cái liều đó nó có thể là liều cao, nên khi nó sẽ gây tiêu chảy, rồi là vì nó sẽ tiêu chảy vậy nên sẽ gây giảm kali huyết ha. Rồi nữa là làm nước tiểu nhuộm màu hồng, thì thật ra cái này không có gì đáng ngại, nhưng mà mình phải nói trước cho những người uống đó, thì người ta đừng có bất ngờ, thì bỗng nhiên một ngày tiểu ra màu hồng thì cũng rất là ghê ha, cũng rất là hết hồn ha. Nó là nước tiểu nhuộm màu hồng vì sao, vì những cái nhóm anthraquinone này nè, nó là những cái sắc tố có màu vàng cam đỏ hồng. Hồng là tại vì khi mà nó chuyển hóa trong cơ thể của mình, nó những cái đỏ với cam nó bị nhạt đi bớt rồi đó, nó là màu hồng ha, cái này là không có gì đáng ngại ha. Rồi nãy giờ mình nói về nhóm đường tẩy, bây giờ là mình nói về nhóm đường tẩy, nhóm này là nhóm phẩm nhuộm, thì phẩm nhuộm là cái tên nó lên tất cả, thì thường nó sẽ là nhuộm màu của vải vóc, len, thực phẩm, và quan trọng á, nó sẽ làm tái dược trong bào chế. Những viên thuốc các bạn uống á, nó thường có màu, thì thường á, là người ta bỏ màu vô để phân biệt thuốc này với thuốc khác, cũng là một cái ấn tượng trong mắt khách hàng nữa, chứ giờ thuốc nào cũng màu trắng hết thì nó cũng hơi nhàm chán đúng không, thì nó sẽ là tái dược tự nhiên trong bào chế, cũng có thể là làm ổn định luôn hơn cái viên thuốc của mình nữa, rồi nó phải là bổ hoặc hạ áp. Rồi tóm lại chung của phẩm nhuộm mà nhuộm tẩy thì anthraquinone nè, bạn đọc các bạn ý nè, cô đang viết là anthraquinone nè, tức là cái anthraquinone có cái đường nha, chứ cô không có viết riêng, viết cái phần anthraquinone riêng nha, tại vì đa phần á, những cái gì mà có gắn đường á, nó mới có tác dụng, mặc dù nó uống cho cơ thể cái đường sẽ bị đĩa phân nó vứt ra, nhưng mà mình phải uống tụm chung nhé, nó mới có tác dụng ha. Anthraquinone có tác dụng thông mật, những bạn mà bị nổi mụn nè,
ăn không tiêu hay đầy hơi, đôi khi là do cái mật của mấy bạn á, nó không có được hoạt động tốt á, cái hệ thống gan mật của bạn á, nó sẽ nổi mụn, táo bón không, tại vì hệ thống gan gan mật ruột là nó liên 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 quan với nhau mà đúng không, mà liên quan đến gì đúng không, liên quan đến làn da mấy bạn, hệ thống gan mật ruột mà hoạt động không tốt đó là da của mấy bạn nó là nó không có đẹp đâu, có thể mấy bạn trắng đó nhưng mà bạn da bạn không có bệnh, nó mụn hay bị mụn lắm, đó là hệ thống mật. Thì ai ra liquid này nó có tác dụng là thông mật, khi mật của mình thông rồi đó thì mình sẽ dễ dàng tiêu hóa được những thức ăn mà có chất béo, như là mỡ dầu, có ai lớp mình mà thấy cái đồ ăn mà dầu mỡ mình thấy mình ngán thành cẩu, thì mấy người đó là cũng có cũng cũng, cũng có thể là sở thích mình không thích, hoặc cũng có thể là cái mật của mình á nó hầu như nó không có động tốt, cho nên nó ảnh hưởng lên đến cái tâm lý luôn, tức là mình nhìn cái mỡ thôi, cái đồ ăn có mỡ có dầu mình tự nhiên thấy ngán, tại vì cái cơ thể của mình không tiêu hóa được đó là, nên mình nhìn là mình ngán trước rồi. Ai ai mà có bị cái trường hợp đó thì mình nên chú ý đến cái gan mật của mình, hay là chú ý đến cái việc mà nhuận tràng. À, cái việc này thật ra là cái việc nó nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là quan trọng đó, tại vì Trung Quốc người ta hay gọi mình cái đó là đại tiện đúng không, đại tiện đại là gì, đại là bự đó. Lớn đó là quan trọng đó. Còn tiểu đó là tiểu tiện, tiểu là nhỏ vậy đi ha. Rồi cái ý thứ hai cô muốn nói là cái anthraquinone trong rễ của cây Rubia tritoria, đó là cái giống mà cái cây thiên thảo á, thì nó sẽ có tác dụng là thông tiểu, nó đẩy sỏi thận. Thì hình như cái thiên thảo hoàng hay là cái gì đó nó có bán ngoài nhà thuốc đó là, nó là những cái viên hoàng thì dược liệu mà ai mà bị sỏi thận ở dưới quê hoặc là lâu năm á, ta thường thích uống những cái này hơn là uống thuốc tây, vì nó có tác dụng, nó uống lâu lâu nó sẽ có tác dụng, nó sẽ, tại vì mấy cái anthraquinone, anthraquinone, anthralidocyte này á, khi mình uống vô cơ thể nó có tác dụng là nhuận tràng đẩy sổ và nó kích thích cái hệ tiêu hóa của mình. Thì cái ống mật nè, cái ống thận nè, và những cái cơ trơn á, nó kích thích, nó nhịp nhàng, nó co bóp này nè, thì dần dần nó sẽ đẩy những cái sỏi nhỏ khỏi thận của mình, thì nó trị bệnh cho mình. Nhưng mà đó là đối với những trường hợp mà bảo tồn thôi, những cái sỏi quá to thì phải đi mổ siêu âm để mà gấp ra ha, chứ không có mà uống cái này mà tẩy nổi đâu. Rồi một cái tiếp, một cái tác dụng nữa là risophanol. Risophanol này nó có tác dụng là trị hắc lào, lăng ben. Risophanol này là chất này á, là cô đã từng phân lập được ha, thì nó có màu đỏ tươi, dùng để trị hắc lào, lăng ben rất là tốt. Mà hồi xưa khi mà mình chưa có thuốc nhiều á, người ta lấy thẳng cái dược liệu này, người ta sơ chế là người ta đắp lên những cái vùng da bị vào lăng ben luôn, thì nó hết rất là nhanh ha. Rồi tiếp nữa là có tác dụng chống khối u, thì tác dụng chống khối u của những dược liệu chứa anthraquinone đã được nghiên cứu ở nước ngoài từ rất lâu rồi, và kết quả là có nha, có tác dụng chống khối u. Nhưng mình dân khoa học thì mình phải nói là có tác dụng chống khối u với liều lượng như thế nào, với nồng độ bao nhiêu và với cách chiết xuất như thế nào, chứ không phải là cô nói chống khối u cái là bạn mua về bạn ăn, bạn ăn nhưng mà nó không có là cũng không đúng ha. Tại vì để tạo ra được một cái hợp chất chống khối u là nó phải qua một cái quá trình chiết xuất và nghiên cứu dài, giống như là chiết xuất ở trên đó, nó có thể hàng năm hàng tháng mới ra được ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần dược liệu chứa anthraquinone, hay là mấy dược liệu mà cô cảm thấy nó đại diện, nó cũng thông dụng để cô giới thiệu với các bạn. Chứ thật ra là có rất nhiều dược liệu khác nha, có lúc cô sẽ đưa cái số lượng dược liệu nhiều hơn ở trong giáo trình viết, hoặc là có những cái trong giáo trình cô thấy nó có rồi cô sẽ không có ghi vào đây nữa, cái đó các bạn tự đọc, cô sẽ ghi thêm dược liệu mới kiểu vậy ha. Rồi ở đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn 8 dược liệu chứa anthraquinone phổ biến nhất là phan thải diệp. Các dược liệu nó sẽ
hình ảnh của nó sẽ xếp theo thứ tự như trên hình. Rồi đây cô sẽ chuyển tên lên cho bạn thấy. Đầu tiên là phân tử diệp, thứ hai là mấy cái hạt hạt ở nhà là phân tử minh, thứ ba nữa sẽ là cốt khí mùn, tư nó sẽ là mùn trâu, tiếp nữa sẽ là đại hoàng, tiếp nữa sẽ là cốt khí cũ, cuối cùng sẽ là hạt vô đỏ ha. Thì những cây này nó có cái đặc trưng gì, nó xài thế nào, có các lưu ý gì thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ha. Rồi đầu tiên là cây phan thải diệp, cây này á, nó sẽ có họ đậu là 33C và tên khoa học của nó sẽ là Cassia acutifolia ha. Thì thường cái tên khoa học này á, là cô sẽ hỏi các bạn luôn, mà tại cũng nhiều quá các bạn học hết á, không có kịp á, cho nên là cô sẽ bỏ qua cho các bạn, mà lâu lâu thì cô cũng sẽ hỏi như ví dụ như là trong cái Andranoid thì sẽ có cái họ nào là chủ yếu, sẽ có cái họ như là ở slide số 3, số 4 gì ở trong cái cuốn slide của mình ấy, họ đậu, họ Polinaceae rồi đó ha. Thì phân tử diệp là thuộc họ đậu 33C, và bộ phận dùng là lá. Thì cái này các bạn phải nhớ cho cô, tức là mình học cái dược liệu á, mình phải nhớ được cái bộ phận dùng của nó, chứ nếu mà không nhớ thì cũng tiếc lắm. Tại vì mình biết cái cây đó rồi, mà khi người ta hỏi mình cái này xài nguyên cây hay sao, mình cứ người ta hỏi xài cái bông được không, cũng là nó kỳ lắm ha. Thì mỗi cây nó sẽ có cái bộ phận dùng riêng. Cái bộ phận dùng này đã được nghiên cứu là chứa nhiều hoạt chất nhất trong toàn thể cái cây, cho nên người ta mới đưa ra cái kiến thức đó cho mình, nên mình phải nhớ ha. Thì phân tải diệp bộ phận dùng là lá rồi. Cái antra noid, cái loại của nó chứa đa phần là anthraquinone, tức là cái phần anthra noid nhưng mà không gắn đường, mà nó chủ yếu là dạng này ha. Và khi mà xài cái cây cái lá của cây phan thải diệp này thì mình phải có một cái lưu ý là không dùng dược liệu mới, tại vì dược liệu mới nó chứa rất nhiều dạng khử và có thể gây đau bụng. Mình phải phơi nắng hay xử lý như thế nào đó để cho cái dạng khử nó biến thành dạng oxy hóa ha. Thứ ba là cái cây lá của cây phan thải diệp này nó có chứa chất nhựa và gây đau bụng, cái đó mình nói sau. Thì bây giờ mình sẽ, thứ nhất là vì cây này, cái chất nhựa của cây này á, nó tan trong cồn và nước nóng, cho nên khi mà ai tặng bạn cái cao cồn phan thải diệp thì bạn hãy cân nhắc đừng có uống nhé. Tại vì thật ra là có tác dụng đấy, nhưng mà rất là đau bụng và đau cây co thắt nhiều lắm á. Người ta có nhiều người hồi xưa người ta không có phát hiện ra điều này á, tại vì cồn là một cái dung môi cũng khá thông dụng và chiết được rất nhiều dược liệu rẻ tiền đó, cho nên người ta đa phần người ta dùng cồn để người ta chiết. Nhưng mà vô tình khi dùng cồn để chiết cây phan thải diệp thì cái nhựa nó lại tan như trong cồn luôn, cho nên là nó uống cây này vừa dưỡng tràng nhưng mà kèm theo còn bị đau bụng nữa. Cho nên nó khi mà sử dụng cây này có cái lưu ý á, là không dùng thuốc dạng cồn thuốc. Và để muốn loại nhựa thì phải sao, thì mình phải làm thế nào? Mình chiết cái dược liệu này bằng nước nóng, mình để nguội dịch chiết thì cái nhựa nó sẽ lắng xuống, và khi cái nhựa nó lắng xuống như thế thì mình sẽ gạn cái dịch chiết ở trên, mình dùng còn cái phần nhựa thì mình loại bỏ ha. Đây cũng là một cái cách để loại bỏ nhựa gây đau bụng trong cái lá cái phân tử diệp. Cái này các bạn nhớ để có khi kiểm tra có thể hỏi, và kiểm tra tự luận có thể hỏi là mình bây giờ nó gây đau bụng vậy thì mình có cái phân tử diệp trong tay, mình muốn muốn mình làm thế nào. Thành phần hóa học thì rất nhiều thành phần hóa học cô liệt kê ở đây, tức là ngoài anthraquinone là thành phần chính thì nó vẫn có thêm flavonoid nữa nè các bạn, mà cái này là nó ít thôi, nhưng mà mình không có xét đến nó, mình chỉ xét đến các thành phần là anthraquinone thôi. Thì anthraquinone chiếm khoảng 2 đến 3% ở trong cây lá cây phân thải diệp, thì nó sẽ là các anthraquinone là stenosis A và B. Thì đây là gì, đây là dạng anthraquinone dimer, và mình sẽ có rein, ale, emodin, vân vân. Đó là cái tên cô liệt kê, ví dụ như các bạn biết về những cái
cấu trúc chính trong cái lá cây phan tại diệp ha. Cái cây phan tại diệp này, nếu mà mình nói về tác dụng và công dụng của nó thì cũng tương tự như tác dụng công dụng chung của nhóm anthraquinone, thì tác dụng là do anthraquinone, thì nó là dụng tràm liều cao thì cây tẩy sổ, và nó dùng làm thuốc trị táo bón. Cây này thì ở dưới quê cô thì nhiều người cũng hay hái cái lá nó phơi khô, rồi họ phơi họ cất trong một thời gian, sau đó họ sẽ đem ra họ nấu nước nóng để họ uống. Họ nấu nước nóng nhưng mà họ uống cái lớp ở trên á, họ còn mình sợ cái nhựa thì mình sẽ không có lấy cái lớp dưới. Uống uống trị táo bón rất là hay ha, và cũng có tác dụng chậm luôn và gây co thắt cơ trơn. Nhưng đôi khi là mình tự uống như thế á, nó cũng còn cái phần nhựa mà lẫn mình lấy không có hết á, thì nó sẽ gây đau bụng. Thứ hai là nãy cô nói là mình dùng cao cồn, cao nước còn nóng là mình không dùng nha. Lưu ý là có cái thêm cái cao nước còn nóng, là tại vì khi mà nước mình còn nóng á là cái nhựa của mình nó hòa tan vô trong cái hỗn hợp, cái luôn mình uống luôn cái nhựa sẽ đau bụng, cho nên các bạn phải để cái nước nó nguội lại, cái lớp nhựa nó sẽ lắng xuống dưới, mình uống cái phần trên thôi ha. Rồi lưu ý cũng như ở các phần trước đã nói là không dùng dược liệu khi còn mới, lúc đó anthraquinone ở dạng khử thì gây đau bụng. Rồi nhựa thì tan trong cồn, trong nước nóng, không dùng được chiếc chứa cồn, rồi chiếc bằng nước nóng để nguội nhựa lắng xuống như nãy giờ mình đã nói hai cô biết là. Rồi bây giờ mình sẽ vô đến tiếp theo là cây thảo quyết minh. Thảo quyết minh á, thì nó cũng là họ pha ba ac luôn, nó cùng họ với là cái cây ở trên là cây phan tải diệp ha. Tất nhiên là nó không phải là cùng họ, nó giống như y chang hay gì đó, nhưng mà nó sẽ có một cái đặc điểm về hoa, về lá, về thân như thế nào đó, mình ta sẽ xếp nó chung một họ ha. Thì bộ phận dùng của thảo quyết minh đó là hạt nhớ ha. Cái các anthraquinone có trong thảo quyết minh á thì cô đã liệt kê sơ sơ đây, thì cái này các bạn đọc cho biết thôi chứ không phải là học thuộc ha. Thì có risopanol, physicon, rheumatoid, alemodin và rheim. Cái dưới 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 nữa. Ngoài ra cái cây này vẫn có một ít flavonoid. Công dụng của cái thảo huyết minh này á thì nó sẽ là chữa đau mắt đỏ, chảy nước mắt, quáng gà, chữa nhức đầu, mất ngủ, giải nhiệt, bổ thận ha. Nó sẽ không thiên quá nhiều về về chữa táo bón như là cây phan tại diệp. Tiếp sẽ là cây cốt chí mùn. Cái cây này á là nó có hoa màu vàng vàng, thường ở dưới miền Tây á các bạn sẽ hay thấy nhiều. Cái tên thường gọi của nó thường sẽ là mùn sừng dê hoặc là cây mùn lá khế, còn nhiều nơi sang sang hơn đã gọi là cây vọng Giang Nam ha. Tên khoa học của nó là Senna occidentalis, họ họ đậu luôn à, bạn thấy không, cái nó cùng một cái họ pha ba c. Bộ phận dùng của cốt cái mùn là hạt ha. Hạt nó sẽ chứa một số anthraquinone như là emodin, physicon, glucosid. Physicon glucosid là anthraquinone có gắn đường lắm bạn. Rồi lá lá của nó thì sẽ chứa một flavonoid và một ít anthraquinone. Rồi hoa và rễ thì cũng có chứa anthraquinone nhưng có vẻ nó ít, cho nên người ta sẽ dùng chủ yếu với nó là cái hạt ha. Cái công dụng của cây cốt cái mùn này thì nó cũng hơi hơi giống cây phan thải diệp và cây thảo quyết minh, thì nó cũng sẽ giúp trường trị táo bón mãn tính, tiêu hóa, và nó ngoài ra nó còn chữa đau mắt nữa. Ở Ấn Độ thì dùng để chữa thông tiểu, ho, rồi trẻ em mà bị giật bị sốt co giật hay gì á ha. Rồi lá thì để hạ nhiệt, làm rễ làm thuốc bổ lợi tiểu ha. Chung là những cái công dụng này thì dùng thì phải biết phối hợp, chứ không phải là mình bị cái triệu chứng nào nay mua cái cây này về uống nó sẽ hết ha, là mình nói chung thôi. Tiếp theo sẽ là cây mùn trâu. Cây mùn trâu này á, thì các bạn nhìn sơ á, thì nó sẽ giống cây cốt cái mùn, nhưng nó khác ở cái chỗ là cái hoa của cây mùn trâu này á, nó là một cái hoa nó có cụm 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 mà nó một thẳng đứng lên, còn cây cốt cái mùn hồi nãy á là cái hoa nó như là cái hoa bình thường, nó
làm cái hóa đơn thôi ha. Rồi bộ phận dùng của cây mùng trâu này là lá, cành, hạt, rễ, thường dùng nhất là lá ha. Ở nhà cô là hay lấy cái Mày nó xa mà đúng không? ở nhà cô là thường hay lấy lá mùng trâu, dược liệu thì cô mua nha chứ cô không hái. Lá mùng trâu trộn với lại lá khoan phải diệp rồi nấu nước sôi lên để nguội, để mà cho mấy ông bà nhà cô mà lớn tuổi á, lớn tuổi rồi thì cái hệ tiêu hóa ta kém, với lại răng không có còn tốt á, ăn không được nhiều thì tất nhiên là bị táo bón, mệt mỏi trong người ăn không được, thì ta sẽ uống hai cái lá này trộn với nhau để mà nhuận tràng. Nhuận tràng thì tiêu hóa hết đã có ra thì mới có vô ăn được, sức khỏe nó cũng sẽ đỡ hơn ha. Đó là lá mùng trâu với lại phan thảo diệp. Rồi ở trong thành phần á, của lá mùng trâu á thì nó cũng sẽ có chứa cái anthraquinone đó mấy bạn, đó là cái anthraquinone nhưng mà có gắn đường á, thì tất nhiên là uống vô là tác dụng nhuận tràng tốt tốt hơn là những anthraquinone dạng ăn đi con không gắn đường ha. Phân rễ mùng trâu cũng có, nhưng mà rễ thì các bạn biết rồi, cái cây mà đầu mà cắt cái rễ của nó luôn thì nó hiếm, nó mất một cái cây, đa phần cây mùng trâu nó không to lắm nên mình cứ cắt lá sang ngoài ha. Rồi đây là cái tác dụng của cái cây tác dụng thêm của cây mùng trâu. Thì ngoài cái nhuận tràng chữa táo bón đó thì nó còn trị hắc lào lát đồng tiền, thấy không? Hắc lào là bên trái, còn lát đồng tiền là bên phải. Cái đồng tiền thì ta để cái đồng xu cái bên đó, tại vì cái hình dạng của cái sang thương này nó giống cái đồng tiền, nó tròn mà nó có cái bờ ha. Hiện nay Tây y vẫn có thuốc trị như bán ở dạng tuyếp á, thì nhưng mà xa xưa giờ người ta vẫn lấy cái lá đó, mình giã nát với cồn rồi mình bôi lên thì trị rất là hay. Cái thời xa xưa mà mình chưa có thuốc nhiều á và sử dụng những cái dược liệu thì nó sẽ ít tác dụng phụ ha. Rồi tiếp theo là cây đại hoàng. Cây đại hoàng này á là nó có nhiều cái tên khoa học nhưng mà đã được dược điển Việt Nam 4 chấp thuận, thì cái đuôi nó sẽ khác nhau xíu. Nó sẽ là Rheum palmatum hoặc là Rheum officinal ain, đúng không? Rồi cái họ của nó là họ Boligonaceae, họ rau răm. Nó sẽ khác với những cái họ nãy giờ ở trên đó, mấy bạn mình học họ đậu là họ Fabaceae ha. Giờ mình học cái họ phổ biến nữa là họ rau răm, Boligoaceae. Thu hái vào mùa thu, thu đông. Tại vì sao? Tại vì cây này á, bộ phận dùng của nó là thân rễ. Cái gì mà nó lại thiên về cái chương một, cái gì cái mùa thu hấp thân rễ hay gì thường sẽ thu hoạch vào mùa thu, mùa đông, vỏ cây hay gì sẽ thu hoạch vào mùa xuân ha. Đó thì các bạn để ý ha, tức là mình biết cái gì trên đây đều có liên quan đến với nhau. Thành phần hóa học thì anthraquinone chiếm 3 đến 5%, sẽ có mấy cái như là emodin, rheim, risophanol, ale emodin. Cái công thức thì có ở những slide trên, các bạn coi lại ha. Rồi nó sẽ có các glucosid, glucosid của anthraquinone, glucosid của andron và của anthranon, nghĩa là gì? Tức là các dạng khử có gắn đường của nhóm anthraquinone ha. Ngoài ra nó còn có tannin. Tannin từ 5 đến 12% và các nhóm khác như là tinh bột, canxi, oxalat, lectin và nhựa. Thì cái này cũng là một cái đặc biệt để mà có thể hỏi các bạn vì sao? Vì trong cái cây này nó vừa có chất gây nhuận tràng mà nó vừa có chất hơi gây táo bón và chất tannin ha. Đây là một cái cây khá đặc biệt mà thường hay hỏi trong trắc nghiệm, tức là hỏi sao em hãy cho biết cây dược liệu nào sau đây có hai tác dụng trái ngược nhau là vừa gây nhuận tràng mà vừa gây táo bón, thì đó là cây đại hoàng ha. Vì sao? Vì trong thành phần của nó có chứa 3 đến 5% là anthraquinone, thì tất nhiên nó sẽ có tác dụng là nhuận tràng, liều cao thì tẩy sổ, liều nhỏ thì làm thuốc bổ giúp tiêu hóa tốt đó.
rồi có tác dụng làm co thắt cơ trơn và cũng có tác dụng chậm luôn, tại vì nó là dạng adrenaline dạng khử, dạng có gắn đường nên là nó sẽ có tác dụng chậm ha, và nó có tannin từ 5 đến 12% cho nên là nó gây táo bón ha. Nên cây này nó có hai tác dụng ngược nhau mà người ta hay hỏi mình đó, trong trắc nghiệm á. Rồi lưu ý không, đừng dùng kéo dài và không dùng liều nhỏ. Vì sao? Vì dùng kéo dài thì cô nói rồi nó sẽ gây lệ thuộc ha. Còn không dùng liều nhỏ, tại vì á, liều nhỏ ở đây á, mình nói á, nó làm thuốc bổ tiêu hóa, nhưng bản chất cái cây này không có dùng để làm thuốc bổ mà uống hoài được đâu đó. Nó sẽ làm cho mình bị lờn, nó là bị lờn thuốc rồi sau đó mình phải tăng dần cái liều lên. Nói chung mà mình có dùng các chế phẩm này thì ta sẽ dùng những chế phẩm nó sẽ có liều, nó liều cao hơn một chút để cho mình giảm cái táo bón ngay lập tức thôi, chứ mình không có dùng nhiều cái hoạt chất của từ cây này ha. Rồi nó cũng có những cái lưu ý như là các nhóm anthraquinone khác, như là không dùng dược liệu khi còn mới, hoặc là không dùng dài ngày. Và điều quan trọng của cái mời các bạn nghe nhạc lớn đúng không, này nhà hàng xóm đúng không? Cái rồi và mấy bạn phải nhớ cây này á, nó sẽ có hai cái tác dụng trái ngược là vừa táo bón và vừa gây táo bón, vừa trị táo bón mà vừa gây táo bón. Và trong thành phần hồi nãy tôi có ghi á, nó có nhiều tinh thể canxi oxalat cho nên uống nhiều sẽ dễ gây. Rồi tiếp đây là cái cây cốt khí cũ. Cây cốt khí cũ á, thì nó có tên khoa học là Polygonum cuspidatum ha. Nó cũng họ rau răm giống như cây đại hoàng hồi nãy luôn, nó là họ Polygonaceae. Cây này thì bộ phận dùng nó là củ thân rễ ở dưới. Cây này thì cũng có chứa thành phẩm là anthraquinone, polyphenol và các một số hợp chất khác. Rồi cái cây cốt khí cũ này á, ra nó là cái cây được nhiều nhà khoa học ở nước ngoài á nghiên cứu và viết ra các tài liệu tiếng Anh và có thử nghiệm trên lâm sàng luôn, người ta được đưa được công bố luôn, thì nó có 10 tác dụng như ở trên slide. Cây này khá nhiều tác dụng hơn những cây khác ha, nhưng mà những tác dụng mà như là hoạt tính chống xơ vữa động mạch hay bảo vệ tế bào não nè, thì nó sẽ ở một cái nồng độ nhất định mà người ta nghiên cứu, chứ không phải là mình mua về mình uống nó sẽ có tác dụng liền. Tất nhiên nó sẽ có, nhưng mà không phải là nó được một cái nồng độ điều trị tốt như là cái nồng độ của người ta nghiên cứu đúng không? Thì cái tác dụng nếu mà các bạn uống trực tiếp đó, thì nó sẽ có dụng kháng viêm tốt, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus tốt và điều trị tác dụng trên bảo vệ tế bào não và bệnh tiểu đường, bệnh gút, bệnh béo phì. Nó có hoạt tính estrogen, tức là những bạn nữ hay phụ nữ mà ở giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh thì nó sẽ bị thiếu hụt hoặc là dao động estrogen, thì người ta vẫn có những cái nghiên cứu để sử dụng những cây này để thay thế cho những cái estrogen hóa học, thì đây là estrogen tự nhiên ha. Ở đây là 10 tác dụng, cái này các bạn tham khảo thôi chứ không phải là để hỏi về cái tính vị công năng của cái cây cúc cũ này á, thì nó có vị đắng và chua, tính mát, tác dụng khu phong. Khu phong đây là như là khu phong, phong là gió, là có tác dụng mà nó tán hàn, trị phong hàn, từ người mà dễ bị trúng gió á, à, tác dụng tiêu viêm, kháng sinh, kháng virus, lợi tiểu, rồi lợi sữa, chống ho, tiêu đàm. Thì cái cây cốt cũ này khá là nhiều công dụng ha, có nhiều cái công năng á. Còn công dụng của nó thì cô ghi đây rất là nhiều, nhưng mà lưu ý những cái công dụng này thì đọc phải hiểu cho rõ, chứ không phải là bị viêm amidan hay viêm ruột gì cứ đi lấy cây này nó uống, nó không có đâu ha. Rồi do nó có cái hoạt tính estrogen á, cho nên là ngoài những tác dụng mà trị táo bón thì nó còn trị cái bệnh về như rối loạn kinh nguyệt hoặc là sinh đẻ xong bị ứ huyết,
mà bị về các vấn đề về phụ nữ á, thì người ta phải cân nhắc để mà uống phối hợp cây này và một số cây khác ha. Tiếp đến sẽ là cây hà thủ ô. Cây này á, thì khá là mấy bạn có thể nghe nhiều, mà có thể nghe từ các dầu gội hà thủ ô hay là thuốc uống hà thủ ô, vì cái mục đích cuối cùng là làm đen tóc. Thì đúng á, thì xưa người ta có cái câu á là muốn cho xanh tóc đỏ da cũng nhau lên núi tìm hà thủ ô ha, thì có đó. Thì hà thủ ô á, cái tên khoa học của nó là Radix Polygoni Multiflori ha, họ của nó cũng là họ râu răm Polygoaceae. Thì cái chữ radix ở đây á, nó có nghĩa là cái rễ, cái rễ thôi, chứ nó không phải là cái tên nó là Polygoni ở sau này, tức là người ta muốn nhấn mạnh cái cây này là bộ phận dùng của nó là rễ cũ đó mấy bạn. Nè, đây cũng ghi nè, rễ cũ đào vào mùa đông, rửa sạch, chẻ miếng, rồi củ chưng, củ sái với nước đậu đen, phơi hay sấy khô. Củ chưng, củ sái là củ cái gì? Là 10 á, làm chưng 10 lần á, tức là đem chưng cất, nấu nó, nấu đi, nấu lại nó 10 lần hoặc là 10 nước để cho nó sắc lại á, thì nó mới bảo quản tốt. Thì cái này là thiên nhiên đông y, mình nhìn cái truyền thống kinh nghiệm nó đúng, nhưng mà không có lời giải thích nhiều ha. Rễ hà thủ ô đỏ đó nó có có các anthraquinone nha, tức là gắn đường, cho nên là nó có tác dụng tràn tốt. Và ngoài ra nó có tannin, nhưng có lẽ là hàm lượng nó không nhiều lắm bằng cái cây ở trên là cây đại hoàng, cho nên ở đây người ta sẽ không có lưu ý đây là dược liệu có hai tác dụng trái ngược ha. Thì cái hà thủ ô đỏ nó ngoài cái nhuận tràng, nhưng mà ít ít ai dùng nó để nhuận tràng lắm, đa phần đây là cái dược liệu chứa anthraquinone, nhưng mà dùng chủ yếu mình có thể uống hàng ngày đối với những người bị tóc bạc hay là những người bị thiếu máu hay gì đó vân vân, thì nó sẽ có tác dụng là bổ huyết, tăng sinh huyết dịch, kháng viêm và kích thích tiêu hóa, giúp mình ăn ngon ha. Chứ ít ai dùng hà thủ ô để mà uống để nhuận tràng ha. À, công dụng của nó chính thì dùng là bổ máu, dùng trong trường hợp thiếu máu, râu tóc bạc sớm, đau lưng, mỏi gối, làm thuốc bổ cho phụ nữ sau sinh đẻ, chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ hay quên, di tinh, mộng tinh, chữa khí hư bạch đới, nghĩa là trắng á. Thì ở đây có bạn nào, là bữa cô thấy mấy bạn đa phần là sinh năm 2003 đúng không? Thì có bạn cũng lớn hơn năm đó xíu, sinh năm chín mấy cũng có. Thì có bạn nào mà bị tuổi này mà bạn bị đau lưng, bị mỏi gối, hay bạn bị mất ngủ, hay là các bạn bị tóc mấy bạn bạc không? Ừ, mất ngủ. Ừ, thì cái tuổi như thế này mà các bạn mà tóc bạc á, thì các bạn à, không, hay quên hay quên hay quên là do mình ngủ không được, mình hay quên, hay là do cái tật của mình là nó hay quên, cái đó mình phải coi lại nha. Mình cũng có thể nữ nam gì cũng vậy, nam cũng vậy, nam cũng đau lưng mỏi gối, có tóc bạc sớm không, hay là mất ngủ gì đó. Nam nữ cũng vậy. Thì các bạn mà bị tóc mà bạc sớm mà cái tuổi này là đáng lý không có tóc bạc nha, tại mấy bạn trẻ hơn cô mà, các bạn mà tóc bạc thì là có vấn đề, tức là đa phần á cái triệu chứng tóc bạc ở cái thời điểm tuổi như thế này á, đa phần là do mình bị lão hóa cái gốc tự do sớm, thứ hai là mình bị thiếu máu nữa, tức là mình đừng có xét cái chuyện già nha, nhưng mình đang nói chuyện đàng hoàng chuyện bệnh nha. Là khi mà cái da đầu, cái lưu lượng máu lên não của mình á, nó không đủ thì tóc của mình thứ nhất là sẽ rụng, nó không có dày. Nhưng mà cô không có nói đến chuyện di truyền là ai tóc mỏng tóc ít, mình không nói nha, nhưng mà tóc của bạn hay rụng là nó không được dày, và cái chất tóc của nó không được khỏe và nó không có đen, nó bị bạc, bị xám. Bây giờ mình có thể bỏ mười mấy triệu ra đặng mình làm một cái bộ tóc màu khói, màu thịnh hành giờ của giới trẻ đó, khói. Nhưng mà các bạn
Mà các bạn để ý á, dụ một cái một ai mà nhìn cái tóc màu khói mà riêng cô cảm nhận nha, là cô nhìn người đó nó đâu có sức sống lắm đâu, bằng mấy cái màu khác đâu. Hoặc là thôi tóc đen cũng được, tóc đen thì thấy mình khỏe mạnh hơn. Thì tóc bạc á, một phần là do di truyền, nhưng rất di truyền là di truyền của những cái ăn, cái chế độ sinh hoạt chung, cái chế độ sinh hoạt không đúng, ăn không đúng, cái di truyền một nồi nó thành bệnh, nó là tóc bạc. Chứ cũng có những di truyền bẩm sinh, cái đó chiếm cái phần trăm rất là ít. Đúng, tóc bạc là do máu xấu, ai cũng nói vậy. Máu xấu của bạn á, là cái máu của bạn á, một thiếu dưỡng chất, máu của bạn thiếu dưỡng chất, hai máu của bạn không đủ à. Máu thiếu dưỡng chất là ra tức là bạn ăn uống không có đủ vitamin, đạm, đường, bột, rồi những chất bổ dưỡng ha, bạn đa phần ăn không đủ. Rồi thứ hai là cái lưu lượng máu không đủ, là hai cái đó kết hợp nó là dành nó lại Dạ con cô. là bên cô nó báo mất sống á. Thì ăn uống đa phần là không đủ mà cũng không biết bổ sung vitamin nữa, cho nên nó là thứ nhất là tóc rụng, thứ hai là tóc bạc, mà sớm luôn á, thì sẽ là đau mỏi gối, đau lưng ha. Còn các bạn nữ á, thì sẽ thường sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, rồi mất ngủ nữa. Các bạn nam cũng vậy, bị mất ngủ hay quên, rồi mất ngủ á, thường mất ngủ buổi tối, sáng thì buồn ngủ, ngơ là bị ngơ ngẩn không, rồi cũng sẽ bị mất trắng nữa. Thì thường người ta nói tóc bạc là máu xấu, đúng là máu xấu, là cái hiểu cái từ xấu là như thế là một là không đủ, hai là thiếu dưỡng chất. Rồi bởi vậy cái hà thủ ô này á, nó là nó bổ máu bổ huyết rất là tốt, cho nên các bạn có thể nghe là có nhiều người tóc bạc trắng luôn, người ta dùng hà thủ ô một cái thời gian á, tóc của người ta dần đen mà khỏe lại. Hoặc là hiện nay trên thị trường nó bán nhiều cái chế phẩm dầu gội, nó nói là dầu gội hà thủ ô á, bán rất là đắt nha, khoảng 500 ngàn một chai dầu gội á. Thì người ta bảo là gọi lên thì tóc sẽ khỏe, sẽ đẹp, sẽ đen, sẽ rụng. Nhưng mà cô không có nghĩ là như thế, cô nghĩ là nó sẽ tốt, nó sẽ tóc mình sẽ bớt hóa chất, nó sẽ bớt rụng thôi. Nhưng mà thật ra cái gì nó vô người của mình uống, nó chuyển hóa thì nó mới có tác dụng nghe, chứ đừng có nghĩ mình đắp cái này đắp cái kia lên tóc mà tóc nó sẽ hết bạc ha. Rồi cái hà thủ ô hiện nay á, nó còn làm ra nhiều cái viên uống, thuốc sắc, thuốc trụ, thuốc viên, cái chế phẩm giống như là hà sông hoàng, hà xuân hoàng hoặc là gì đó vân vân, dành trường thuốc nhiều lắm. Nhưng mà uống hà thủ ô á, thì sẽ có một cái lưu ý cho các bạn, thì uống hà thủ ô á, thì các bạn phải để ý việc chống nắng. Tại vì uống hà thủ ô nhiều quá thì cái da của mình nó sẽ dễ nhạy cảm với tia UV hơn là người bình thường ha. Người uống thì phải để ý chuyện chống nắng, không thì là uống nó tóc nó đen lại thì da nó cũng đen. Cái hà thủ ô của nãy giờ cô đang nói là hà thủ ô đỏ nha, nhưng mà ngoài ra cái hà thủ ô trắng vẫn được sử dụng tốt ha. Nhưng mà lưu ý thì hà thủ ô trắng không có anthraquinone đó. Nhưng mà thật ra cô nói rồi, hà thủ ô không có dùng chủ yếu để trị các bệnh về táo bón, cho nên là mình đừng có nghĩ là mình cái gì cũng táo bón hay là đi táo bón là mình sai nha. Hà thủ ô là đa phần mình dùng để bổ máu, trị các trường hợp râu tóc bạc, làm thuốc bổ cho phụ nữ sinh đẻ, và mình trị mất ngủ, trị suy nhược thần kinh hay quên luôn. Ủa em uống hà thủ ô hả? Ừ, nhớ chống nắng. Nhưng mà em có thể che chắn nè, có thể dùng kem chống nắng nè. À, bé gì ơi, cô không phải là người điểm danh nha em. Điểm danh là sẽ có thầy khác điểm danh, vì cô chỉ dạy thôi nha. Nên là cái này em nói với bạn nào thân với em á, hồi xin cho em chứ cô không biết nha. Thì em nói với bạn nào thân với em á, chứ cô không điểm danh cô không có biết. Rồi, uống hà thủ ô là phải chống nắng, có thể là mình xài kem chống nắng hoặc là mình che chắn. Nhưng mà xài kem chống nắng á, thì cũng phải biết chọn cái loại nha, chọn loại nào mà xịn xịn chút. Thì đa phần cái loại kem chống nắng đều mà nếu bạn xài không đúng, nó tẩy trang không đúng, nó mụn không, nó còn hại hơn không xài nữa ha. Cô có một số câu hỏi ôn tập mà cô có soạn sơ sơ cho các bạn, nhưng mà hỏi rồi chắc không phải nữa đâu. Rồi câu này bạn trả lời xem là cái nào nhóm lượng tẩy phân bố trong họ nào, họ nào mà nãy giờ cô cứ đọc.
Qua nha, họ boligonace, nãy giờ cô hay nói họ này sao họ đậu á, pha ba c á, có đường thì mình gọi nó là cái gì? Đúng rồi, câu D, có đường thì gọi là anhidrite glycosid, không có đường thì mình gọi là anhidratinone, mình gọi là aniton ha. Rồi giờ trả lời miệng nè, anhidrite được phân làm mấy nhóm? Nhóm cuối á, nhóm mượn thì mượn nhóm mà cộng kền ba nhóm, nhóm gì cái tên nhóm học Nhóm nhuộm tẩy, nhóm phẩm nhuộm với lại nhóm dimer gì. ba nhóm ha, nhuộm tẩy phẩm nhuộm đi mờ dễ mà. Bài này bữa nay là cái bài nó dễ đó, nó dễ nhất trong, cô nghĩ là nó dễ nhất trong tất cả các chương rồi. Arachidonic có hai nhóm OH, nhóm nhuộm tẩy nè, nhuộm tẩy có hai nhóm OH đứng ở vị trí số mấy trên cái khung này, khung 90 anhidrite xenon, Số nhóm 1 18 2 khác. Nhuộm tẩy, tẩy là tờ, tờ là 8 ha. Rồi còn phẩm nhuộm là số mấy? 1 2 Dạ 1 2 Đấy, bài là nhớ. Nãy giờ coi như là nắm hết bài. Rồi, cái này khó nè. Anhidrite nào sau đấy dùng nhóm nhuộm tẩy. Này là có trên slide này, nhưng mà ảnh nó dài quá nên bạn không nhớ. Thì thường bạn học một cái thôi, bạn học cái nhuộm tẩy thôi, thì chia còn lại sẽ là phẩm nhuộm. Chính xác, nhóm nhuộm tẩy là câu A, rein. Rồi ở dưới nhóm phẩm nhuộm là cái chất nào? Emodin câu B à? Chính xác là bupurin ha. Học vậy đó, mốt cho cô cho chất khác nhớ chọn đúng nha. Rồi cái này khó nè, thì tại vì nó mới thầy. Rồi nếu như R chỗ này cô thế là COH thì công thức này đó tên là gì, tiếng không? Câu có C. Chính xác. Nếu R là COH thì nó sẽ là rein. Bây giờ cô hỏi là ví dụ như R là CH3, nó là chất gì? Câu câu sulfonic acid. Chính xác, đúng rồi đó. Nếu như mốt với cô thấy R là cái khác thì nhớ chọn đường amudin hoặc là carbonic nha. Ở trong slide hết đó. Nói chung quan trọng là đi cách nào. Rồi, hết rồi, cô chỉ cho xương xương mấy câu thì thôi, cô soạn này cô soạn ít. Rồi, bài học của mình hôm nay là hết.